chỉ biết là từ cái chén có nhiều khi bếp không kịp em vô đứng bếp em làm luôn, rồi có nhiều khi sao ta nấu nhân viên không biết làm á, em vô làm luôn rồi nó, nhưng mà căng thẳng lắm, trời mình đã chỉ stress công việc rồi mình gì nhà hàng mình còn stress hơn các em thôi. Chị đây sớm mới đầu bổ với là bác sĩ của nhà em là em nên đổ vô đường sống chứ mới là em sẽ phải uống thuốc. Em mới bỏ. Thật ra thì nếu mà cho em, thật ra nó cũng không có lỗ đâu, nhưng mà em thấy là em sai quá, nói chung là ảnh hưởng tới sức khỏe của em thì em dừng lại, nhưng mà quan trọng tới sức khỏe là sức khỏe lên trên hết, nó ảnh hưởng đến em thì phải.